Chào các bạn, đây là một chu chuyển tim. Chúng ta sẽ diễn đạt một chu chuyển tim bằng hai phương tiện, đó là cardiac cycle và chân điện ngồi. Một chu chuyển tim có tâm thất chương là 0,5 giây, tâm nhĩ thu là 0,1 giây và tâm thất thu là 0,3 giây. Trong đó ta thấy tâm nhĩ thu vẫn còn nằm trong thời kỳ của tâm chương. Để có được tâm nhĩ thu, ta có được sóng B trên điện tâm đồ là thời gian khử cực nhĩ. Sau khi khử cực nhĩ xong sẽ đến hồi cực nhĩ. Trong lúc hồi cực nhĩ, tâm nhĩ sẽ thu. Và vừa khi hồi cực nhĩ xong thì tâm nhĩ sẽ cũng thu xong. Sau đó van ba lá sẽ đóng lại. Ta sẽ nghe được tiếng bụng. Tuy nhiên trong một số trường hợp làm cho van ba lá đóng trước chỗ 0,8 giây nên tâm nhĩ chưa kịp bóp thì tim đã bùng. Khi van ba lá đóng xong, tâm nhĩ mới bóp thì máu lên đầu sẽ bị dồn ngược trở lại lên đầu, không đổ xuống trực tiếp vào tâm nhĩ. Nên máu trong buồng nhĩ không đưa về buồng thất được, dẫn đến hiện tượng sóng A đại bác. Sóng A đại bác là những dạng sóng gặp trong phân ly nhĩ thất, khi tâm nhĩ phải co bóp trùng với thời điểm van ba lá đóng hay là tâm thu thất phải. Sóng A biến mất trong rung nhĩ hoặc nổi gõ hơn khi khả năng khích thích nghi của thất phải kém. Ví dụ trong tăng áp lực vào mạch phổi hoặc là hẹp van động mạch phổi. Xin hết.